lao đao lận lận, chịu đủ mọi thứ khổ sở, và cuối cùng thì chết trong đau khổ. Câu chuyện có một cái kết cục rất là buồn. Thế nhưng mà tại sao câu chuyện này lại được mọi người ưa chuộng, mọi người tham thích? Là bởi vì trong đó có một chi tiết làm cho mọi người chú ý, đó là khi biết rằng là sắp bị bán thì có người mới suối bắt con trốn đi. Và thực tình ông chủ nếu bắt con có trốn thì cũng vui mừng, bởi vì mình có lý do chính đáng để không bán bắt con, bán là đau lòng lắm. Nhưng mà bắt con thì lại trả lời với cái người suối bắt con trốn đi đó. Ông chủ buộc lòng phải bán tôi để khỏi phải bán tất cả những người khác và để khỏi phải phá sản. Và lúc đó biết rằng là mình sắp phải sống một cuộc sống nhiều đau thương khổ sở cùng cực, nhưng mà mình bị bán đi thì những người nô lệ khác không bị bán và ông chủ thì không bị phá sản. Tức là mặc dù thật là đau đớn, nhưng mà bác Vương đã nghĩ đến những người nô lệ khác và nghĩ đến ông chủ. Và trong bài thơ chúng ta vừa nghe nói về tình yêu, nhưng mà cái câu nói về tình yêu một cách trọn vẹn nhất, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chính mà vì bạn hữu của mình. Nói đến tình yêu thì nhiều, nhưng mà cũng có tình yêu thật, tình yêu giả. Và dựa vào đâu ta biết được thật giả trong tình yêu? Đó là tình yêu thì phải là hy sinh, phải là quên mình, phải là nghĩ đến cái điều tốt cho người khác, chấp nhận cho dù là mình có vẻ bị thua thiệt, miễn là người khác được điều lành, được điều tốt thì cũng sẵn lòng. Và đó là dấu hiệu của tình yêu đích thực, là phải có hy sinh. Mà hy sinh thì đau đớn là đương nhiên rồi, là cùng cực là khổ sở. Và Chúa đã nói câu này, nói về tình yêu mà cũng nói về chính Chúa khi chịu đóng đinh trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chí mạng vì bạn hữu mình. Chí mạng tức là không được gì hết cho mình. Còn nếu như mà còn có một chút tính toán thì lúc đó tình yêu nó sẽ không còn là tinh truyền toàn vẹn và hoàn hảo nữa. Chúng ta được mời gọi sống tình yêu, và chắc chắn một điều ai cũng mong muốn sống một đời sống yêu thương quên mình. Thế nhưng mà ở trong cái yêu của chúng ta nó vẫn còn có những cái tính toán, những cái so đo, những cái có lời cho mình. Ngay cả khi mà chúng ta làm việc bác ái bố thí vân vân thì chúng ta cũng dễ nghĩ đến mình được làm được công đức ở đời sau. Hay nói cách khác, đây là một chuyện thường gặp lắm, nhưng mà qua cái so đo, qua cái tính toán của chúng ta mới hiểu được là tình yêu của Chúa nó cao thượng, nó rộng lớn, nó tăng ra, và nó là tình yêu của Chúa trời đất. Còn chúng ta càng nên giống Chúa bao nhiêu thì càng quý bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu, và sự sống trong tâm hồn của chúng ta nó càng mạnh bao nhiêu. Và chính vì thế chúng ta hiểu được, cảm nhận được cái giá trị của câu Chúa dạy: hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn những người ngược đãi anh em. Và lúc mà chúng ta yêu kẻ thù, chúng ta làm ơn những người ngược đãi chúng ta, thì lúc đó phải nói được là chúng ta yêu không cho mình một chút nào. Và tình yêu đó thực sự nên giống tình yêu của Chúa, khi mà không tìm cái gì cho mình hết. Chúng ta đừng lấy tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta và xin cho chúng ta muốn biết yêu thương nhau, bởi vì đó là lời đáp trả làm đẹp lòng Chúa. Và thực sự đó là sự sống của tâm hồn chúng ta, là Chúa đã truyền lệnh các con tuân lệnh thầy truyền là hãy yêu thương nhau, hãy yêu mến nhau. Mà đây là một cái lệnh truyền, không phải là
lệnh truyền mà đó là một cái nguyên tắc của sự sống trong tâm hồn chúng ta. Một là sống hay là chết, ta chọn cái nào? Thưa rằng nếu chúng ta chọn sống thì ta phải yêu thương nhau. Mà nếu chúng ta chọn sống mạnh, sống khỏe trong tâm hồn thì phải yêu thương nhau đến mức quên mình. Là cái người sống mạnh, sống khỏe nhất đó là cái người yêu kẻ thù và làm ơn cho những người ngược đãi chúng ta.